Hôm nay mình lại đi ra bãi chơi mọi người. Buổi sáng nay thì mình cũng thấy đẹp trời, trời không nắng nên là mình sẽ quyết định ra bãi chơi. Mình ra đây mình xem có cái gì hay ho không. Cái bãi của mình đây là bãi bãi bồi sông Hồng nhá. Ở ria sông Hồng thì là mọi người thường trồng hoa màu ở đây, trồng chuối rồi ngô rồi các cái cây ăn quả này. Tại vì bây giờ không có nước lên nữa, người ta xây thủy điện mà nước không lên không ngập được trên này nữa thì là mọi người sẽ canh tác hoa màu ở đây này. Đấy, đất phù sa này thì rất nhiều chất dinh dưỡng. Đấy, xung quanh thì mọi người trồng đu đủ này, mít này, chuối này, bát ngàn luôn. Mình có đi xe máy này cả ngày còn không hết được khu này. Thì hôm nay mình sẽ ra đây để quay xem có cái gì lạ lạ thì mọi người cùng xem video của mình nhá. Đi ra ngoài này dễ bị lạc lắm. Ở đây toàn là chuối, là chuối là cái tầm nhìn mình không có. Đi ra đây hay bị lạc lắm. Nhà này họ xây ra để họ trông nom ở đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi đường này đi. Tôi là tôi muốn đi ra sông cơ, tìm đường ra tận sông sông Hồng cơ, nhánh sông chính ấy. Cuối cùng thì mình cũng đã hỏi được cái đường ra sông mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ra nhé, xem ngoài này có cái gì. Sau một hồi tìm kiếm mình đã đi ra được cái sông này nhá. Đây gọi là sông Hồng mọi người ạ. Ở chỗ mình thì nó cạnh sông Hồng. Bây giờ mình sẽ khả năng phải đặt xe ở đây. Mình sẽ đặt xe ở đây để mình thử đi vào trong kia xem có gì không. Đây là sông mọi người nhá, mình sẽ cho mọi người xem này. Đấy, trước mặt mọi người là sông Hồng. Những cái con phà kia là họ chở cát từ trên Việt Trì rồi các cái bến bãi, bến phà của nơi khác họ chở về thủ đô nhá. Đấy, đây là giao thông đường thủy. Ở sông này cũng có cảnh sát giao thông nhá mọi người nhá. Nhưng mọi người nghĩ là ở sông không có cảnh sát nhá, có cảnh sát giao thông. Đấy, nước đang xuôi về chiều xuống Hà Nội này. Khi mà thuyền tàu đi vào đây thì sẽ tốn ít xăng hơn, tốn ít dầu hơn, vì họ có thể thả trôi theo dòng nước và mở công suất rất là bé. Đấy, nhưng mà những cái tàu nào mà đi ngược này, đi ngược đây là nổ rất to nhá, tiếng nổ máy rất to. Đấy, phải chạy gọi là hết công suất mới đi được ngược dòng. Vườn chuối ở đây chắc là có nhiều người ra đây chơi ăn uống này, ăn uống liên hoan này, vứt rác bừa bãi này, cả tương ớt này, rồi chắc họ lấu lướng kìa. Đấy, chỗ này cũng đẹp. Nói chung là khung cảnh đây thì tuyệt con ba cú mèo rồi. Mình sẽ lấy một cái tàu chuối này để mình làm cái ghế ngồi. Mình sẽ ngồi đây tận hưởng một chút không gian yên tĩnh ở đây. Đấy, ở đây gió... Mọi người có thể nghe tiếng chim hót không? Đấy, chia sẻ thêm mọi người một chút này nhá, về cái bên kia sông kìa. Bên này mình là đang ở bên này sông, bên kia sông là huyện Đan Phượng nhé. Đấy, bên bờ kia là huyện Đan Phượng của tỉnh Hà Tây cũ, nay thì họ đã sáp nhập về Hà Nội rồi. Đấy. Từ chỗ mình sang bên kia thì chắc khoảng một cây số thôi, nhưng mà đường chim bay thì gần, nhưng mà đường đi bộ thì xa, đi xe máy thì xa. Nếu mà đi xe máy phải một nên tít trên kia khoảng tầm 5 đến 6 cây nữa thì mình đi cái phà sang.
Đấy, đi phà sang hoặc là đi tiếp đến đây, lên trên kia khoảng 20 cây số nữa mình đi cái cầu Vĩnh Thịnh đi sang. Đấy, là sang bên sông.